Trước khi học văn hóa, con người phải chú trọng rèn luyện đạo đức, tu dưỡng nhân cách của bản thân. Thế nhưng có những điều người trẻ thuộc lòng vanh vách trong khi người lớn ngồi ở ghế không phải ai cũng ngồi được. Có khi lại chẳng nhớ bài học từ tấm bé. Chính vì thế dù ở trước vị cao, hai cán bộ dưới đây vẫn làm những chuyện gây dư luận xấu, khiến nhiều người bức xúc. Theo báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trong bài viết với tiêu đề Phó tránh thanh tra tỉnh Hậu Giang nhiều lần vào nhà nghỉ với phụ nữ đã có chồng, ngày 1 tháng 6 báo này cho biết Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang vừa có kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Tăng Minh Thêm, Phó Bí thư chi bộ, Phó tránh thanh tra tỉnh theo đó từ kết quả xác minh của đoàn kiểm tra ủy ban kiểm tra tỉnh ủy hậu giang nhận thấy ông thêm với vai trò là phó bí thư tri bộ phó tránh thanh tra tỉnh nhưng chưa tạo được sự đoàn kết nội bộ để phát sinh đơn tố cáo về các đoàn thanh tra do ông phụ trách cạnh đó công tác phối hợp trong tập thể lãnh đạo cơ quan còn chưa tốt trong trao đổi góp ý với đồng nghiệp còn nóng tính ngoài ra tám đoàn thanh tra do ông làm trưởng đoàn tiến độ thực hiện còn chậm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang cũng xác định, dù ông Thêm đã có vợ con nhưng nhiều lần đi vào nhà nghỉ với người đã có gia đình, thậm chí bị phát hiện rồi quay video phát tán trên Facebook, dẫn đến có đơn tố cáo và gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên. Mặt khác, ông Thêm còn báo cáo không trung thực quanh co nhằm che giấu khuyết điểm vi phạm của mình. Ông Thêm kê khai tài sản, thu nhập không trung thực trong kỳ kê khai tài sản thu nhập năm 2022 từ các kết quả trên ủy ban kiểm tra tỉnh ủy hậu giang nhận thấy vi phạm của ông thêm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật từ đó ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đề nghị đoàn kiểm tra tiếp tục tham mưu để hoàn chỉnh thông báo kết luận kiểm tra và thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với ông thêm liên quan đến sai phạm nhiều lần đi vào nhà nghỉ với người đã có gia đình của ông Thêm, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang trước đó đã giao chi bộ 1 thực hiện quy trình kỷ luật bà PTHZ, phó tránh văn phòng sở với hình thức cảnh cáo. Bà Dê bị kỷ luật cảnh cáo vì mặc dù đã có chồng nhưng lại có mối quan hệ tình cảm yêu đương nam nữ với người khác, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức nơi đang công tác. Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, báo cáo của công an Hậu Giang thể hiện bà Dê và ông Thêm có tình cảm yêu đương nam nữ với nhau và nhiều lần cùng nhau đi đến nhà nghỉ, nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận hai người này có quan hệ bất chính. Vụ việc được vợ của ông Thêm tố cáo. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang xác định việc tố cáo bà Dê và ông Thêm lén lút qua lại là có cơ sở. Tuy nhiên, người tố cáo đã không cung cấp được chứng cứ chứng minh việc lén lút qua lại, không có những hình ảnh ghi lại những hành động thân mật như ôm hôn, câu cổ theo trình bày vụ việc dùng beng của ông thêm và bà dê đã để lại ảnh hưởng xấu khiến cho nhiều người hoài nghi về công việc nghiêm túc của những cán bộ nhà nước tuy nhiên không thể phủ nhận vẫn còn đó nhiều cán bộ được dân mến dân thương sẵn sàng hy sinh nghiêm khắc với bản thân làm tốt công việc được giao phó